ở ngoài vậy trời. Chị nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Kìa, trong vớn. Từ từ thôi. Cô chú ơi, sáng nay á mượn sữa đi thăm vấn, cô chú đi thăm vấn với mượn nha. Cái vỏ này đêm nào mượn cũng khóa lại hết á. Nó nhẹ lắm cô chú, nó nhẹ chứ cũng không có nhẹ hùng. Tại vẫn thiên nó quen à. Đi chứ nào. Cơm ở đó đi. Giờ mình bơi ra tuốt đầu ngoải mình thăm vô cô chú nha. Đã quá trời luôn. Nãy giờ mận vớt được mớ ốc rồi cô chú. Mận vớt ốc mà mận làm mồi. Quá trời ốc con đó, xíu về vớt mới được. Cái ghét chữ người ta. Con cành cành không luôn kìa. Hy vọng là vớn vẫn vô nhiều ốc. Giờ cần ốc. Bây giờ rất là cần ốc luôn. Cua kẹp rồi, cua kẹp lũ vớn rồi. Nước không? Đấy, trời ơi, tha hồ mà lụm luôn. Trời ơi trời. Gì đen mà không xuống cái bọt luôn. Nay lịch sự quá vậy. Con cơm nó mừng à. Cơm đẹp đen rồi. Trời ơi, cái đọt nhãn lồng nó non xèo luôn.
cái giấn này lủng bự lắm cô chú ơi. Nó lủng ở trên đây riêng rồi, xong rồi nó lủng ở lỗ dưới chà bá vậy luôn nè. Cá nó chạy không nổi rồi. Cơm ơi, sao mà cơm không nhảy giống như đen? Cơm ơi, sao cơm không nhảy đi? Cái chỗ đồng đồng này là lát nữa người ta xả nước ra phải không ta? Ta nếu mà ta xả nước ra thì vẫn được thấp thấp xuống xíu. Đây là mẫn đoán thôi. Một cái té nước nè, té nước nè. Đen ơi đi vô. Giờ này mới có 6 giờ mấy thôi cô chú. Mà nắng rồi tối cái mưa được chút xíu à. Vẫn có đặt lờ ở ở dưới cổng cái này. Mình mong cho trời mưa dữ dằn luôn, mưa lờ cá nó mới chạy. Mình đặt 15 cái ở dưới. Mỗi một chỗ gì vẫn đặt là vẫn thăm là vẫn đổi chỗ mới lại, không có ngâm 2-3 ngày nữa. Con thấy cá lồng tông ở kinh này quá trời ụt luôn nè, mà không biết đâu với cá lồng tông có cá không ta. Sợ khi cá nhỏ quá da nó cũng không có dính nữa. Rồi, cái giớn kia mà buộc cái chân chạy luôn. Ê trời ơi, lỡ rồi đi qua luôn, nhiêu đây chắc cũng đủ rồi. Ốp sẵn cho nó rồi, rồi chiều mình đi. Con đang với con cơm của chú, nó tiếu lắm hai con. Nó thấy chó anh ta ở ngoài mà có con vợn ở ngoài, con vợn nó bự lắm. Trời ơi, hai con trong hàng rào nó hùng hổ lắm. Quá chừng luôn, hung dữ dữ dằn. Tới chừng mở cửa hàng rào ra gặp con chó kia. Ê! Nó giỡn cái giỡn quá chừng luôn mà nó nằm ở trong ở ngoài vậy trời. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Kìa, nãy vẫn thấy hình như con ếch á. Để con kêu phải con ếch không? Ở đủ ngoài kia vẫn nhìn vô là vẫn thấy con ếch. Gì vậy con? Ốc này bữa nay ốc nhiều nữa nè. Đâu rồi trời? Nãy đùng đùng luôn mà. Hồi hộp nha. Nãy đùng đùng luôn. Thank you.
đụng thiệt mà, nghe đùng đùng đó nha. Trời ơi, con ếch. Ủa cô chú, cô đế. Bự dữ vậy. Nè cô chú, quá trời rồi. Trời ơi, là lần đầu tiên hồi đó tới giờ luôn mà dở dớn, chưa con nào mà bự như con này luôn. Ếch khủng luôn cô chú ơi. Ôi, im gu luôn, dã man thiệt. Cái con này bự dữ cô chú ha, quá trời đã luôn. Cái con này mà xảy một cái là uổng lắm luôn á. Đây có con lươn nữa nè. Im quá, sáng nay bội thu dữ luôn. Ếch thì nó ăn ngon dữ dằn luôn, mà nhí nó không có chịu ăn hết. Xong rồi, một cái cuối cùng nữa thôi. Gió cũng đỡ, sáng nay quá trời hầm luôn. Hết hồn rồi, đi thấy ngồi im gu à. Không nghe tiếng luôn. Cơm. Cơm ơi. Cơm ơi. Rồi đi chơi nè nó, ừ ngồi vậy đó. Trời ơi, cái chuột nó đụng kìa, đụng xình dữ dằn luôn. Nó mà vượt là bị đòn luôn rồi đó. Giống như con ếch bữa hổm. Cầm xong rồi đầu cái quên mình thả luôn. Giống này xuống hạ xuống. Khô quá rồi. Có cái này đó.
con nuôi em bé nè. Xong xuôi. Vậy là hết ba cái giỡn. Cái này nó không có dính cái gì hết trơn. Đi lên đi xuống rồi nãy giờ. Còn một cặp chà vá mà không thấy luôn. Cơm này nó chỉ cần đi ruộng chung mình thôi à, chứ nó không có cần gì hết trơn. Nó chỉ cần được đi ruộng là nó im gu à. Mỗi lần bạn đi ruộng với con đen là ở nhà nó la, trời ơi nó la tới khi nào mà mình vô ấy thôi, vô mới nghĩ ra. Bởi vì sau này vẫn hay cho nó đi lắm, mà đi trên cỏ thì tội nghiệp lắm, đi chút xíu cái nghỉ mệt, đi được vài bữa cái nghỉ mệt, đi được vài bữa cái nghỉ mệt nó lùng quá cô chú ơi, nó đi không nổi. Ý cưng quá à. Mẫn là Mẫn thích chó lắm, Mẫn cũng thích nuôi mèo nữa, nhưng mà nhà Mẫn nuôi mèo không được. Mèo về con nào là bị mấy con chó đi giật. Nhìn nó rầu dễ sợ, cầm đầu xuống xíu. Con đèn nó bên đây chắc không có vàng về đâu, là ở bên kia nó mới có vàng về. Đèn ơi về không? Đèn có gì không? Ê! Mẫn làm gãy cái cây cắm vớn của con cậu rồi, chứ quay lại cầm chả mới được. Chứ nữa Mẫn lấy cá xong quay lại cầm. Để chuyến này không kêu nó có từ lội về không nè. Chơi chơi. Cơm lên cơm ơi. Đúng rồi. Giò đau quá. Không. Sửa lại cái cầm lại cái cây chả. Quên.
ngày hôm nay vẫn chỉ bội thu ốc thôi cô chú, ốc chứ tép không à, chứ cá mắm không có nhiều hết trơn á, ốc chứ tép với con ếch khổng lồ, ốc chứ tép với con ếch khổng lồ. Cái này nó phóng một cái không biết sao à nha, quá đã rồi cô chú, nó còn sống luôn á. Thì vẫn để lên cái gỗ vàng cho nó nổi hơn. Gỗ này nó quá bự rồi cô chú ơi. Ừ. Uno una luôn. Con ếch này làm gì ăn trời. Cái này chắc kho mặn quá. Có con cỏ có mình nó là kho mặn ăn cho nó ngon. Kho bỏ ớt nhiều vô. Ngon dữ dằn luôn. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hẹn Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Cái cưng á, Mẫn đập mớ ốc này cho cá ăn cô chú. Nãy Mẫn lựa mấy con bự Mẫn lễ rồi. Nãy cha kêu chừa lại, chắc nó chừa cho cha khoảng 40 con đó, để chừa cho cha cắn câu. Mẫn thả ba con ốc quắn này vô mùng con cá chê luôn, để cho nó nở, cho nó đẻ đầy mùng cá chê luôn. Thử coi được không? Cái này u nu luôn, để cục đá này nó hơi bị nghiêng. Mấy con cá nó nghe tiếng đập ốc cái nó giận. Xin xin một xíu thì cá nó màu lớn. Tùm lum hết trơn. Con ếch à, Mẫn mần rồi cô chú, cha Mẫn mần cho Mẫn rồi, xíu nữa Mẫn kho ớt. Mẫn có mua được một ít dưa môn nữa kìa, xíu cái mình ăn với dưa môn. Dưa môn trộn sẵn hết ra nè. Tỏi ớt. Cỡ này ốc quắn ở ngoài kinh nhiều lắm. Ai mà xin xin muốn ăn á, là màu ăn xíu là nhóc hết trơn. Ốc bự ốc nhỏ láng hết trơn. Đây quay vẫn làm xong công chuyện cái tới giờ rút nhí luôn. Hết tuần này nữa là nó nghỉ học thêm rồi, cái quay qua 15 tây tháng 8 là bắt đầu tụ trường này. Ý, rớt hoài. Vẫn chừa này lại cho cha Mẫn cô chú ơi, vẫn đập hoài hết trơn rồi nè. Giờ mình đi cho cá ăn. Cá lớn lên ghĩa à.
Rồi nãy giờ đi đâu? Hả? Vô. Vô. Ở này vẫn chặt ra sẵn hết trơn rồi cô chú. Vẫn chặt ra hết trơn rồi. Giờ muốn đem đi kho. Thì muốn xé mỡ tỏi trước đây nè. Để xào luôn á. Có một con mà cho nên là vẫn lấy cái chảo nhỏ ghí à. Xào tỏi cái nó thơm lắm cô chú. Nó lớn lớn chứ. Nó xăng thiệt là xăng luôn. Cái đùi này còn hơi to nha, phải nhỏ xíu để cho nó thấm kìa. Ngón này nó già lắm nè. Cái quay qua mình trộn gỏi cô chú nha. Cũng bằng gỏi ớt sẵn hết rồi. Đặt cho hết luôn. Dưa môn. Dưa môn này ngon lắm. Ớt này nhiều dữ không ta? Ớt này bỏ ra phân nửa đi. Phân nửa xíu nữa mình bỏ vô trong ớt. Ôi đẹp ha. Đẹp dữ dằn luôn. Tô này hơi to ha. Cái này à, mẹ Mẫn trộn sẵn hết rồi cô chú, giờ Mẫn chỉ cần bỏ thêm tỏi ớt vô thôi. Đường, nước mắm rồi mẹ Mẫn nêm sẵn hết rồi. Quá ngon. Môn này là môn ngọt. Môn cô chú lớn tuổi á, có cái bác ở cầu Bài He á, là bác là chắc tầm là 70 mấy 80 tuổi luôn, là bác chuyên cấp các môn mà môn ngứa cô chú, môn nước mình nó môn ngứa là làm gỏi là làm vô môn này nè. Cho nên là sau khi làm môn ngứa đấy, mình ăn nó không có ngứa mà ăn nó ngon nữa lắm luôn.
Còn những người mà người ta không biết làm á là người ta sợ mua ngứa lắm, cho nên là người ta chỉ cắt cái cọng mua ngọt thôi. Cái cọng mua ngọt với cọng mua ngứa nó khác nhau một cái điểm là cái lá mua ngọt á, nó sẽ một có một cái điểm đỏ ngay chân chính giữa lá, còn mua ngứa thì không có, nhìn dễ biết lắm. Ai mà lỡ ăn trúng cọng mua ngứa là tuột cổ họng luôn, rát cổ họng luôn. Đây nó quá trời đã luôn. Thôi này to quá, để mẫn thử một cọng luôn chứ. Thì vừa dữ chưa. Thiếu cay. Không phải, mới ăn cho nên là ấy lắm, chưa có cay hơn. Thật sự ngon lắm cô chú, cũng mời cô chú ăn thử với mẫn nha. Ngon dữ dằn luôn, sáng chưa ăn cơm. Bụi dính mắt. Cái môn này cô chú ăn cực kỳ ngon luôn, nhưng mà là làm uy tín, chỗ làm uy tín mới ăn ngon nha cô chú, chứ mà nhiều người mà không biết cách làm mà cô chú ăn phải mua ngứa là nó sẽ không có ngon đó. Cái này hoàn toàn ăn vô là mình biết cái cọng mua ngọt luôn, ngon dữ lắm. Nó sẽ có vị chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, rồi cây cay nữa, ngon lắm. Này giống như là món gỏi của mình vậy á. Cái môn này thì người ta làm không có lột da, không có lột vỏ. Không có lột vỏ. Môn này là sẽ còn cái áo ngoài vỏ của du môn luôn, của môn luôn. Con bỏ tủ lạnh cho nó lạnh. Xíu mình ăn cơm. Thịt kho có mẫn săn dữ này. Săn dữ săn luôn à. Quá trời đã luôn. Nói chung á là vớn cá hôm nay của Mẫn thì quá chừng là bội thu luôn. Nhưng mà bội thu toàn là một thao ốc chỉ có một con ếch. Ếch này là ếch khủng luôn, ếch cái khủng luôn. Hiện tại thì Mẫn đang kho. Vậy sáng nay thì Mẫn sẽ ăn ếch kho này với nhí. Hai mẹ con sẽ ăn ớt kho với dưa môn. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo về Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè.